Tôi tự hào là một trong những thiên sứ AA mang đến những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng. Chương trình đã giúp tôi có nhiều cơ hội thực hành tư vấn để nâng cao kỹ năng chuyên môn với nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Chương trình AA chia sẻ cùng cộng đồng đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu bằng những họ cũng như đủ lâu dành cho AA của tôi. Chương trình AA sẻ chia cùng cộng đồng là một chương trình nhân văn và hoàn toàn miễn phí. Tôi ưu tiên chia sẻ cho những người chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm nhân thọ bởi vì họ có được sự bảo vệ toàn diện trước Covid-19. Với những khách hàng này, tôi thường phải nỗ lực hơn rất nhiều, tư vấn phải thật cặn kẽ và dành nhiều thời gian cho họ hơn. Với vai trò là người phụ trách dự án, tôi liên tục tổ chức các buổi workshop để giúp chuyên viên tư vấn hiểu rõ về chương trình và quyền lợi sản phẩm, từ đó triển khai được đến khách hàng đúng nhất và đồng bộ. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc tiến độ, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kịp thời ngay khi các tư vấn viên cần. Để trước được hợp đồng, ngoài am hiểu sản phẩm, tư vấn chuyên nghiệp, thì trước hết bạn cần có kỹ năng lắng nghe tốt để hiểu rõ tâm tư, nhu cầu của khách hàng. Ba từ khóa giúp tôi lắng nghe khách hàng tốt hơn đó là tập trung, ghi nhớ và hồi đáp. Với tôi, sự lắng nghe, thấu hiểu chính là kỹ năng giao tiếp đỉnh cao nhất. Đăng ký đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng, không giới hạn đối tượng tham gia, đặc biệt là giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng. Chương trình AIA chia sẻ cho cộng đồng. Đây là một cái chương trình giúp cho tư vấn viên kết nối cũng như là trao được nhiều cái giá trị cho khách hàng. Chúng tôi hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, AIA sẽ có thêm nhiều cái chương trình mang những cái ý nghĩa thiết thực như vậy. Đây là cơ hội để các chuyên viên tư vấn được khảo sát, rèn rũa, giúp họ trở nên tự tin và có niềm tin yêu hơn với nghề. Thì tôi cũng mong chờ một phiên bản tiếp theo để giúp cho các chuyên viên tư vấn được thu hút ý kiến, giúp cho họ thôi thúc tinh thần của họ cũng như là giúp họ thành công hơn trong công việc. Cảm ơn AA đã đưa đến một chương trình vô cùng nhân văn. Chúng tôi rất mong sẽ có nhiều chương trình hơn nữa